thể chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, theo quan niệm của phong thủy tâm linh, việc trồng cây theo tuổi cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần ảnh hưởng đến sự nghiệp, vận mệnh và tài lộc của chủ nhân. Đây không chỉ là một yếu tố liên quan đến vượng khí của ngôi nhà mà còn có tác dụng thu hút may mắn, hồng phúc, giúp gia chủ đại cát đại lợi. Trong muôn vàn các loại cây được bày bán trên thị trường, cây lưỡi hổ đang được rất nhiều người ưa chuộng. Loài cây này không chỉ đẹp, có sức hút mà còn mang nhiều ý nghĩa về phong thủy, đồng thời tác động tốt đến sức khỏe của con người. Trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ cho các bạn về ý nghĩa của cây lưỡi hổ trong phong thủy, trong đời sống hàng ngày, cũng như là vị trí thích hợp để đặt được cây lưỡi hổ, thu hút tài lộc, thu hút vận may cho gia đình. Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Ý nghĩa cây lưỡi hổ trong phong thủy. Cây lưỡi hổ được đặt trong nhà sẽ mang đến nhiều ý nghĩa về phong thủy và may mắn cho gia chủ. Ở một số nước phương Đông như Trung Quốc, Nhật Bản, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh của Chúa Sơn Lâm. Vì vậy, cây lưỡi hổ được đặt trong nhà như một biểu tượng của sức mạnh chống lại những điều thị phi trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ các nước phương Đông mà ở Thổ Nhĩ Kỳ, cây lưỡi hổ cũng được làm cây trồng trong nhà với mong muốn giúp bảo vệ gia đình họ tránh được những điều xấu xa. Đặc điểm của cây lưỡi hổ đó là lá mọc thẳng thể hiện sự quyết đoán và ý chí tiến lên trong cuộc sống. Vì vậy, việc trồng cây lưỡi hổ trong nhà rất quan trọng, đặc biệt là với những gia chủ mệnh thổ. Cây lưỡi hổ mang ý nghĩa may mắn, giúp cho gia chủ phát tài phát lộc, dồi dào tiền bạc. Vì thế, nó có thể là một món quà đem tặng cho đối tác, bạn bè, người thân vào những dịp đặc biệt như là mừng tân gia, mừng năm mới. Nếu đặt cây lưỡi hổ trong nhà thì bạn nên đặt ở các vị trí đông, đông nam để phát huy tác dụng của cây lưỡi hổ tốt hơn. Với người mệnh thổ, việc lựa chọn trồng cây lưỡi hổ sẽ mang lại may mắn cho họ. Cây như biểu tượng của sức mạnh giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Nếu đặt chậu cây lưỡi hổ trên bàn làm việc sẽ cải thiện vượng khí, mang đến tài lộc và tiền tài cho người mệnh này. Trên đây là những ý nghĩa của cây lưỡi hổ mà nhiều người có thể chưa biết đến. Trồng cây lưỡi hổ không chỉ có ý nghĩa về mặt cuộc sống và phong thủy mà còn cải thiện không gian của gia đình bạn, mang đến một không gian sống gần gũi với thiên nhiên và thoáng mát nhất có thể. Ý nghĩa cây lưỡi hổ trong cuộc sống. Ý nghĩa của cây lưỡi hổ đầu tiên phải kể đến là trong cuộc sống của chúng ta, cây lưỡi hổ là cây cảnh phổ biến được trồng nhiều trong nhà cũng như là trong văn phòng. Cây lưỡi hổ có nhiều loại như là cây lưỡi hổ cọp, cây lưỡi hổ vàng. Đặc điểm của cây lưỡi hổ đó là lá cao, thẳng, dài và không tốn quá nhiều diện tích. Lựa chọn chậu cây lưỡi hổ để trồng, bạn có thể lựa chọn tùy theo kích thước của cây và từng không gian khác nhau. Cây lưỡi hổ nhỏ có thể đặt trên bàn làm việc hoặc là cây có kích thước lớn thì để đặt trong vòng làm việc trong nhà của bạn. Ví dụ như là với bàn làm việc, bạn có thể chọn những chậu cây lưỡi hổ nhỏ để không chiếm quá nhiều diện tích mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho căn phòng. Hoặc với không gian lớn như 75m², chỉ cần một cây lưỡi hổ 4 lá là đã có thể giữ cho không khí luôn trong lành. Chính vì thế, cây lưỡi hổ thường được trồng rất nhiều ở sân bay, khu vực công cộng cũng như là các văn phòng, thậm chí là ở phòng khách ngôi nhà của bạn. Đặc điểm của cây lưỡi hổ đó là cứng cáp khỏe mạnh với màu sắc trang nhã nên được đặt ở trong nhà, phòng làm việc. Nhiều gia đình thì còn trồng sát nhau để làm hàng rào trước thang máy. Đây không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn mang đến ý nghĩa phong thủy rất tốt. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy cây lưỡi hổ có tác dụng lọc sạch không khí, hấp thụ 107 loại khí độc và đem lại không khí trong sạch. Vì vậy, những căn phòng có nhiều thiết bị điện tử như là máy tính, tủ lạnh, tivi thì một chậu cây lưỡi hổ sẽ giúp cho không gian sống của bạn trong lành hơn. Trong cuộc sống, cây lưỡi hổ còn có một tác dụng nữa, đó là hạn chế hội chứng nhà kính. Đây là tình trạng con người sẽ thấy mệt mỏi khi sống ở những không gian như là chung cư cao tầng, văn phòng không thoáng khí. Chính vì vậy, những căn nhà trên cao hay tòa nhà cao ốc thường lựa chọn cây lưỡi hổ để trồng. Đặc biệt nếu bạn đặt cây lưỡi hổ trong phòng ngủ ban đêm, chúng sẽ giải phóng oxy tốt cho hoạt động hô hấp của con người. Còn nếu đặt trong phòng làm việc sẽ làm giảm stress bởi màu sắc tươi sáng tạo cảm giác thư thái. Một trong những yếu tố hàng đầu khiến nhiều cây lưỡi hổ được ưa chuộng ở rất nhiều quốc gia đó chính là tính năng lọc sạch không khí. NASA đã công bố cây lưỡi hổ có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt. Chúng hấp thụ được các chất gây ô nhiễm môi trường và độc tố, trong đó có cả các chất độc gây ung thư.
Cũng nhờ khả năng làm sạch này mà cây lưỡi hổ còn hạn chế được hội chứng nhà cao tầng hay còn gọi là hội chứng nhà kính. Đây là tình trạng cơ thể bị mệt mỏi khi phải sống và làm việc trong những chung cư cao tầng hoặc là văn phòng không thoáng khí. Chính vì vậy mà hầu hết các văn phòng công ty trong các tòa nhà cao ốc đều ưa trồng cây lưỡi hổ để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Đặc biệt, nếu bạn đặt cây lưỡi hổ trong phòng ngủ, ban đêm, chúng sẽ giải phóng oxy, tốt cho hoạt động hô hấp của con người. Còn nếu đặt trong phòng làm việc thì sẽ làm giảm stress bởi màu sắc tươi sáng, tạo cảm giác thư thái. Bên cạnh đó thì cây lưỡi hổ còn có tác dụng chữa ho, viêm họng, khàn tiếng hoặc là chữa viêm tai bằng cách hơ lửa cho nóng rồi đem giã lấy nước để dùng. Quý vị thân mến, lưỡi hổ là cây phong cảnh được rất nhiều người ưa chuộng trồng ở khắp nơi. Để cây phát huy được những ý nghĩa phong thủy của cây lưỡi hổ thì bạn phải nắm được vị trí đặt cây lưỡi hổ thích hợp. Vậy, những vị trí đó là gì? Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu ngay sau đây. Đặt cây lưỡi hổ trong phòng khách. Phòng khách là vị trí thu hút tài lộc cho gia đình, đồng thời đây cũng là nơi để thể hiện cá tính, phong cách hay là sở thích của chủ nhân, nhằm gây ấn tượng đối với các vị khách ghé thăm. Lưỡi hổ đặt nơi phòng khách là khá thích hợp, nhất là nơi góc phòng hoặc là bên cạnh kệ tivi, bên cạnh ghế sofa. Hai chậu lưỡi hổ đặt ngay hai bên lối cửa ra vào cũng là cách án ngữ, xua đuổi, bùa chú và mang vận may đến cho căn nhà của bạn. Cây lưỡi hổ trong phòng ngủ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng cây lưỡi hổ có khả năng hấp thụ nhiều khí độc như là nicotine, khói thuốc lá, oxit nitơ. Đồng thời, loại cây này thuộc cây có cơ chế sinh học ngược, nhả khí oxy và hút carbonic vào ban đêm nên sẽ cung cấp thêm oxy cho quá trình hô hấp của con người. Do đó, đây là lựa chọn hàng đầu cho việc trồng cây trong phòng ngủ. Đặt cây lưỡi hổ trên bàn làm việc. Ngoài những chậu cây lưỡi hổ nội thất cao từ 1 mét trở lên, cây này còn có nhiều loại mini như lưỡi hổ Thái, lưỡi hổ vàng. Vị trí đặt cây lưỡi hổ mini thích hợp nhất là trên bàn làm việc. Chúng vừa hút tia tử ngoại từ máy tính đem lại không gian làm việc trong lành, lại vừa giúp cho công việc của bạn thêm hanh thông, thuận lợi hơn nữa. Trồng cây lưỡi hổ trong phòng tắm. Cây lưỡi hổ là loại cây ưa bóng râm, có thể sống trong phòng thiếu ánh sáng một khoảng thời gian dài, kể cả khi độ ẩm và áp suất trong phòng tắm cao, thì điều ấy cũng không làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lưỡi hổ. Không chỉ dễ trồng, lá của nó còn có thể hút bớt hơi nước, khí độc hại trong không khí. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho nhà tắm và nhà vệ sinh. Tuy nhiên thì khi trồng cây lưỡi hổ trong phòng tắm, bạn nên lưu ý lau lá thường xuyên phòng trừ côn trùng sâu bệnh phát triển vì đây là môi trường ẩm thấp, dễ sinh bệnh cho cây. Đặt cây lưỡi hổ ngoài sân. Nhiều người thích đặt cây lưỡi hổ ngoài sân vì cây có tác dụng trừ tà, xua đuổi bùa chú, ma quỷ khá là tốt. Cây được trồng trong chậu, treo trước cửa nhà thay cho những nhánh xương rồng gay gắt hoặc là trồng thành hàng ngoài sân vườn, ngoài cổng. Những vị trí đặt cây lưỡi hổ khác. Ở nhiều nơi khác thì chúng ta đều có thể dễ dàng bắt gặp cây lưỡi hổ được trồng trang trí. Đó có thể là cơ quan làm việc, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, công viên. Sở dĩ cây được trồng ở nhiều nơi như vậy bởi đây là loại cây cảnh lọc không khí khá là tốt, lại không cần quá nhiều công chăm sóc. Đặc biệt, cây cảnh phong thủy này còn mang đến nhiều điều tốt đẹp và năng lượng tích cực cho người trồng. Do đó, chúng ta thấy cây lưỡi hổ ở mọi nơi cũng là điều dễ hiểu. Quý vị thân mến, cây lưỡi hổ vừa có ý nghĩa trong phong thủy lại vừa có ý nghĩa trong cuộc sống. Vậy nên, không có lý do gì mà mỗi chúng ta lại không thể để một cây lưỡi hổ trong nhà. Nếu bạn có ý định trồng và chăm sóc lưỡi hổ thì hãy tham khảo các cách chăm sóc chúng ngay sau đây. Trồng cây lưỡi hổ như thế nào để ra hoa? Trong phong thủy, những cây cảnh mà chúng ta trồng ra hoa sẽ mang lại ý nghĩa tài lộc. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều nơi bán cây đã ra hoa, tuy nhiên chúng ta lại bị người bán có những chiêu trò lừa bịp người tiêu dùng như là gắn hoa vào thân. Chính vì thế, tự tay trồng một cây hoặc là tìm nơi cung cấp uy tín là việc bạn nên làm. Cây lưỡi hổ cũng vậy. Trồng loại cây này như thế nào? Chăm sóc cây lưỡi hổ ra sao để chúng ra hoa? Cách chăm sóc cây lưỡi hổ ra hoa. Để cây lưỡi hổ ra hoa cũng cần phải có kỹ thuật chăm sóc riêng. Đầu tiên đó là đất trồng cây lưỡi hổ. Bạn nên sử dụng đất hỗn hợp gồm đất mùn, đất lá mục, sau đó trộn đều thành giá để trồng cây.
Yếu tố thứ hai là nhiệt độ cho cây lưỡi hổ phát triển. Cây lưỡi hổ có khả năng chịu rét kém nên nhiệt độ thích hợp để trồng cây là từ 13 đến 22 độ. Cây lưỡi hổ có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt với điều kiện khí hậu ôn hòa. Vì vậy, bạn có thể đặt cây lưỡi hổ ở ban công, ngoài hiên nhà hoặc là những nơi có nhiều ánh sáng mặt trời sẽ rất hợp. Thứ ba, đó là nước tưới cây lưỡi hổ. Khi trồng thì nên giữ đất khô ráo, khả năng thoát nước tốt và chỉ tưới phun sương khi nào thật khô mới tưới lại. Tránh tình trạng nước tưới quá nhiều sẽ dẫn đến ngập úng và thối rễ. Phân bón cây lưỡi hổ không cần quá nhiều. Cây lưỡi hổ thích hợp với phân giàu potassi, vì vậy bạn có thể dùng phân bón này để cây phát triển và cho ra hoa. Bạn cũng có thể bón phân chuồng hoặc là phân khoáng cũng tốt. Tránh bón phân vào mùa lạnh hoặc là trời quá nóng sẽ làm cho cây bị sót và chết. Chăm sóc cây lưỡi hổ ra hoa không khó, chỉ cần bạn nắm được đặc điểm cũng như là từng giai đoạn phát triển của cây thì việc chăm sóc cây sẽ dễ dàng hơn. Cây lưỡi hổ ra hoa báo hiệu điềm lành, mang đến nhiều may mắn. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cây lưỡi hổ trong phong thủy. Tuy nhiên thì bạn cũng nên lưu ý tránh lạm dụng trồng quá nhiều cây này sẽ dẫn đến thiếu oxy và gây phản ứng ngược. Khi đó không chỉ đi ngược phong thủy mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn cũng như là các thành viên trong gia đình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị chọn được những cây lưỡi hổ phù hợp đặt đúng vị trí để thu hút được thần tài, đón quý nhân phù trợ cho công danh sự nghiệp phát triển, sức khỏe dồi dào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.